Hey, cô chú ơi, chay nhà mình đi bơi cái gì đó, đi múa lại rồi nè cô chú ơi. Trời ơi, vừa chạy vô cái là hai mấy bạn liền ngay lập tức. Cô giáo nói trời ơi chay, gì lâu quá cô không có gặp chay. Lúc mà bên Florida là Ngọc có nhắn rồi. Nhắn là cô giáo ơi, chay nghỉ 2 tháng. Nay không biết, trời ơi, mấy bạn lớn ghê chưa. Quay ngược ánh sáng mình nó có hơi, hơi tối một chút. Trời ơi, giỏi chưa? Trời ơi, giỏi chưa cô chú? Giờ lớn lớn chút rồi chắc học cũng lanh lanh hơn chút. Trời ơi, sáng nay trời cô chú chưa thấy đâu. Và tối nay trước khi đi trước khi ngủ Ngọc dặn nha, sáng mai là dậy đi múa nghe chưa? Cái xong rồi cái hả, múa là 11 giờ. 10 giờ 20 còn nằm ngủ ha, Ngọc chạy vô. Ngọc la lên rồi la mà la cái kiểu mà hát á. Thôi đi múa thôi, đi múa thôi. Là nó dựng đầu vậy hả, nó bước đi xuống nó đi vô nhà vệ sinh này cô chú. Rồi nó làm một bát hồn luôn á. Thường thường là Ngọc phải lên Ngọc ôm, Ngọc tẩm, Ngọc ấy, Ngọc chọc, Ngọc ấy rồi mới dậy nha. Bây giờ là con ta lớn rồi, bước xuống cái Ngọc nói, con nói từ 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 để mẹ bồng. Để mẹ bồng xuống nó nói không, mẹ để con tự đi, trễ rồi. Trời đất ơi, Ngọc thật hết hồn với luôn á con. Ngọc mà nhiều lúc mà con không ngờ luôn á. Cái nó vô trong Ngọc nói ok đi vô đi vệ sinh đi. Cái nó vô nó đi vệ sinh ha, cái nó đứng lên cái bọc của nó là nó chuẩn bị rồi. Ngọc có để bằng chải rồi để tự đánh răng luôn rồi. Cái bắt đầu vô là nó bắt đầu gấp 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 là thay đồ là đi luôn á. Nó biết á, mấy cái gì cũng vậy đó cô chú. Tập cho con của mình nó thử coi, mấy bạn thử tập cho con của mấy bạn thử coi. Trước khi làm gì dặn nó trước, ngày hôm sau làm cái gì là dặn nó trước để coi sáng đó, nó không bao giờ nó đứng ngay chỗ cái bục đó đó. Xanh mà nó đứng nhiều 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 á. Sáng này nó làm hết hồn á. Bước xuống giường cái là đi liền. Đi như tỉnh bơ luôn, giống như người lớn mà thức dậy để đi công việc liền luôn á, chứ không phải là sật sừ nữa chứ. Bình thường đâu có đâu mà nó làm hết hồn á. Đi như người lớn vậy. Trời ơi, tối á, hả ngủ hả, ôm mẹ hả, nói hả quay qua ôm mẹ nói mẹ nó nói vậy nè, the best mommy in the world, là có nghĩa là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới này, có được đời không, có ai dạy đâu. Rồi biết đủ thứ hết á. Hay ghê, không vô bắt điệu cho lớp trưởng. Lớp trưởng bên đây trưởng bên đây lớn ghê ta, trưởng này lớn. Wow, vô dữ chưa. Hai tháng sau, hai tháng vô ta làm gì làm hay trang các trụ của chị kia, nhưng mặt có đầm cái chữ kìa, dữ dằn chưa. Nó đầm nó còn nghĩ mặt ngứa thấy bà luôn á. Em bé mặc áo đen này giờ cũng lớn lắm nè, lớn rồi nè, thương không. Chị kia mặc đồ giống như tập thể dục và quần dài. Mỗi đứa có mỗi bộ trang phục, mỗi cá tính khác nhau, chú thấy không? Dân hồ đó, dân hồ phải mặc đồ xanh. Thì dân hồ đi vòng vòng vậy đó rồi. Trời ơi, đi lại chỉa rồi của người ta kìa, nó đẹp quá đó. Ừ. Đẹp quá. Hái chi đi. Đó là chỉa, à, hỏi xin đó, xin mua đó. Mẹ mua con cái đó đó, đó. Hỏi mua nhiêu tiền, mua đâu đó rồi. Có được đời không? Đang chuẩn bị thì tao đập nữa. À khoe khoe mình có dây chuyền mua Phật à. Khoe là mình có dây chuyền mua Phật nè. À. Trời, đứng gần lớp trưởng nó quên nữa, nãy giờ mới thấy lớp trưởng á. Nãy giờ cũng lo còn nhìn nó không à. Trời, lớp trưởng này nhìn lớn như sợ không? Lớp trưởng này tóc dài vậy, sợ thương không? Lớp trưởng như chay là cùng size á.
Trời chi sợ, trời ơi chi mọi người ta thôi con ẹo bố quẹo quên á. Chụp hình, chụp hình, cô chụp hình, cô chụp hình. Hàng chi. Lâu lâu có cái hoạt động để vui, nghỉ học bơi rồi, cho nghỉ học bơi rồi, biết bơi rồi học gì nữa. Bây giờ phải đăng ký một cái trường bơi nào mà cho nó kỹ thuật vô, nó cho đi bơi chứ còn mà nó nghỉ thì nghỉ bơi rồi. Chị Ngọc Hoàng lên một câu cho nó có trường huấn luyện bơi, huấn luyện cho nó bơi chuyên nghiệp luôn. Như những chuyên sâu đó, ba lê cho ba lê chuyên nghiệp luôn. Nhưng mà trước nhất nó giận, nhưng trước nhất là cho bơi là cho nó bơi chuyên nghiệp á, thiệt luôn á. Nó kiếm thử có cái trường nào không, chứ còn là bơi như kiểu nó là phải mà nó đam mê bơi đó chứ. Bơi nó đam mê mà nó tạo hết kiểu này tới kiểu kia, nó tự xoay dưới nước, rồi nó tự tạo kiểu lộn mèo, rồi nó tự tạo nhiều lắm. Nên bây giờ là phải cho bơi chuyên nghiệp. Chứ còn ví dụ nó bơi thường thường với người ta, có bơi cũng được, cũng có thôi thì ấy, chứ còn mà vậy là phải cho chuyên nghiệp. Quên nhắc với tao mới nhớ, bữa giờ về bận quá chưa có đi kiếm cái trường bơi kiểu đó. Tám đứa bên này, tám đứa à, tám đứa. Mấy bạn này cũng mấy bạn cũ không mà, cũng còn theo học nhiều chứ. Trong mặt đây. Nhìn chọc lớp trưởng nữa đó, đỡ. Đó rồi, lớp trưởng đi lẽ sự rồi, lớp trưởng nói đừng có đụng tôi. Lớp trưởng khó tính lắm á. Hái chi đi. Hi. Rồi, chị mẹ ta, mẹ tôi đó, chị mẹ tôi ngồi đó đó, ba đứa nhìn ra, kêu quay là quay lại đi, rồi đó, nhìn xong rồi quay lại đi. Trời ơi, đụng có người ta làm chi vậy kỳ ghê. Ồ, đúng rồi, chuẩn bị Labor Day is coming. Labor Day là cuối tháng này nè. Cái ngày mà no, 7 Memorial Day. Labor Day là tháng 9 lận. Memorial Day là ngày lớn, lễ lớn của Mỹ lắm á. 30 tháng 5. Trời ơi, chạy kìa. Nó mất tiêu rồi. Rồi đừng kể lớp trưởng nữa. Ưng vậy đó chứ, sát bên vậy đó. Trời, lớp trưởng đầu tóc bị thương ghê không? Tóc mà tóc là quăng quăng tự nhiên luôn á. Cô kêu chay con có thể qua đây đứng được không? Nó nói dạ. Hỏi sao lông mi của chị dài quá hay gì. Quay ngược sáng bực mọi ghê á, làm á tối mọi người coi khó chịu. Xin lỗi mọi người nha, chứ giờ hả Ngọc chỉ được đứng một cái học chút xíu bên này nè, cho mọi người coi Ngọc đứng cái học này nè. Đó, Ngọc chỉ đứng được cái học gì thôi đó.
you to know whatever. Tắt đèn luôn rồi. Mở đèn lại. Nhưng mày nhảy điều gì đây? Mà học nhảy thì được cái học tới 45 phút luôn cô chú. Mom, that's so funny. Nó nói mẹ cái này mắc cười quá. Nhìn cái miệng nó biết nó nói gì. Chút nữa vô nó kể cho nghe này nha. Chút học múa xong chú kể cho nghe này nha. Cô chú coi chờ tới khúc mình học múa xong á. Lên xe đi nó kể cho nghe. Thương không? Thương không? Chịu rồi, không thấu rồi. Chết cha, giờ tự nhiên giờ nhìn vậy mới nhớ cái bộ đồ hồi bữa bà cô có phát. Chết cha quên rồi, bộ đồ bữa bà cô có phát. Giờ rồi nó mất tiêu rồi. Không biết xin bảo lại bộ mới, mua bộ là bộ mới được không ta? Mua đồ mà chuẩn bị tháng 6 này nhảy nè. Không cả đám phải mặc đồ giống nhau á. Chết rồi. You can come right in front here and be an audience. Can you go in your circle, please? Okay. So this is going to be our recital performance part one. Everybody's ready. Sorry. You want to switch? Dylan, are you ready? You can sit on the side if you want. Cô giáo nói là hả, chuẩn bị biểu diễn đây nè, cô giáo cho vô. Now remember, we're gonna smile and we're gonna sing, right? Here we go, ready? Position dancers are ready. Hi, hi, hi. Bounce it out. Would you like to sway on stage? Can you move
job and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. He kicks up his head. I don't hear you. His back is brawny and his brain is wing. He just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule. Or would you like to sing on stuff? Carry Portuguese home in a jar. Or would you rather be a fish? A fish won't do anything but swim in a brook. You can't write his name or read a book. To fool the people is his only fun. And though he's slipping, he'll get caught. And if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. Sao vui không? Kể cho cô chú nghe sao vui không? Dạ chú. Rồi mà rồi hồi nãy con nói gì? Mấy bạn đó có mấy anh mấy chị nữa hả? Yeah. 1, 2, 3. They have 1, 3, 2, 3, 4, 5. À có mấy người đó có mấy chị em nữa. Cô muốn có em hả? Yeah. Có em để làm gì? To play with me. Ờ cô cho em đi chơi với con đó hả? Cô muốn em trai hay em gái? Con trai em gái nữa. And then one trai two gái nữa. À one trai two gái là một em trai với hai em gái à? Rồi con có dạy em không? Con có chơi với em, con có share đồ chơi với em không? Yeah, mẹ. Oh. Didn't share with me. I wanted to have a chip. Now he took it. À. And now he didn't grab she, it. She. He didn't share. À rồi là share. She chứ sao he? He didn't share with me. À, Audrey không có share với con hả? Yeah, with the chips. Vậy thôi mẹ để em cho chay nha. Mm-hmm. Mấy em, hai trai một gái, hai gái một trai phải không? Hả? Con muốn hai gái một trai phải không? Ừ. Hồi nãy con múa vui không? Nãy mày thấy con múa giỏi quá. Nãy mày thấy thì mày lấy cái này ra coi. Con mommy, lấy đi con tự lấy mommy, đi. Mommy, the kid hit the boy, mom. Ồ vậy á hả? Yes, he say. Get out of here. That's funny. He say, get out of here. À, and then he say no. À, nó đi ra chỗ khác hả? Người cái thằng kia nó no hả? Không hả? Không đi hả? Không đi làm gì tôi hả? Mommy, and then he put the page right in front of the bus, and then the funny. À vui nha. Mà hồi nãy con được sticker đâu mất tiêu rồi. Sticker đâu? Sticker is my me. Đó, có sticker đâu? Đâu có đâu. Mất tiêu trơn rồi. Mất sticker đó. It's in the shirt. Mất tiêu sticker rồi. Cây này mặc quần jean rồi, mặc áo này mới mua nè cô chú này, đẹp không? Áo này mà đúng mùa xuân luôn á. Bây giờ drop in the class. Ồ, con làm rớt ở trong lớp rồi hả? Ồ, rồi về thôi, thứ năm tuần sau mình đi tiếp nha. Thứ năm tuần sau mình đi. Hả? Mommy, just drive. À giờ mày lái xe nha. Nó nói mẹ mày lái xe đi. Mà mẹ phải lái xe làm sao? Be careful. Đúng rồi, lái xe cẩn thận. Mày chạy nhanh không? Mày chạy. Chạy vậy được không? Trời ơi, nó ngồi á, Ngọc lái xe mà nó nói mẹ chạy chậm thôi. Rồi cái đó nó ngồi nó nhìn, nó nói mẹ chiếc xe kia đằng trước mẹ kìa. Trời ơi, nó coi giùm cho tôi nữa. Rồi tới đèn xanh nó nói mẹ chạy đi. Trời đất ơi, nó giống y như đúc y chang như ba nó luôn. Nó y chang như ba nó luôn á. Bây giờ đi mua Starbucks ăn nha. Yeah, I'm not hungry. Ủa, mà sao không đói bụng? Dậy từ nãy giờ cả tiếng đồng hồ mà sao không đói bụng?
Mom, I'm not hungry. Keep trying. Ờ, rồi đi đi, rồi mời đi nha. Không mấy này không mời mấy. Kỳ ghê, chay này nó kỳ ghê.